mọi người đã quay trở lại với Tớp Bí Ẩn, chuyện cập nhật những tin tức nóng sốt nhất hiện nay. Các bạn thân mến, khi chế tạo ra những thiết bị, những cỗ máy phục vụ cho con người, các nhà phát minh và các kỹ sư chế tạo hẳn ai cũng mong chúng sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ giúp đỡ cho con người. Ví dụ xe thì phải chạy bon bon, máy giặt thì phải giặt quần áo, điện thoại phải nghe gọi nhắn tin chẳng hạn. Nhưng có vẻ như các nhà phát minh không ai lường trước được sẽ có một ngày những thứ mình đã chế tạo ra lại được dịp lên đồng, làm ra những hành động vừa nguy hiểm vừa buồn cười, đi chệch khỏi mục tiêu ban đầu mà chúng được tạo ra. Cùng Tớp Bí Ẩn điểm qua những khoảnh khắc máy móc lên đồng buồn cười hết chỗ nói nhé. 1. Máy giặt hiệu I lắc tôi lắc. Máy giặt là một thiết bị gia dụng rất phổ biến ngày nay. Người ta đã cho ra đời các mẫu máy giặt cảm ứng, máy giặt thông minh, máy giặt điều khiển từ xa, nhưng loại máy giặt siêu sáng này hình như chưa thấy bao giờ. Ngày xưa ta có máy giặt hiệu Electronic, ngày nay có một chiếc máy hiện đại mang tên I lắc tôi lắc. Chưa bao giờ thấy một chiếc máy giặt có thể tạo ra cả một trận động đất như thế này luôn. Nhìn cái máy giặt rung lắc tới nỗi muốn bung hết cả phụ tùng ra, vừa buồn cười vừa bực bội. Không biết hãng nào sản xuất cái máy giặt này nữa. Liệu hãng sản xuất có xem được video này ra hoàn trả lại tiền cho khổ chủ không nhỉ? Cái này không biết nên gọi là máy giặt, máy siêu sấy hay là máy cày nữa. Như Moto hoặc Rider, Winner và phổ biến nhất có lẽ là Exciter. Nhưng nếu cho các bạn tiền, liệu các bạn có dám mua chiếc Exciter sở hữu bánh sau ảo tung chảo như vậy không? Thật ra chiếc xe biển đầm dơi Camo này có vấn đề ở căn sâu nên nó mới quậy kịch liệt như vậy. Thực sự nếu anh chàng đang điều khiển xe nhìn chiếc xe lắc mà thấy thương. Thường đi Exciter, hiếm ai đổ xe về bánh canh vì rất dễ xảy ra tình trạng gãy canh, méo niềng khi lỡ mà sụp ổ gà ổ voi. Thế nhưng nếu các bạn muốn thử cảm giác như phi ngựa thời xưa thì có thể thay bánh căm để trải nghiệm cảm giác mạnh có 102 này đó. Ba, Sirius mũ quạt hai bánh. Có một điều nhảy khác thịnh hành trong giới trẻ Việt Nam hiện nay, đó chính là mũ quạt kiểu khá bảnh. Có thể các anh em đã xem qua con gái, con trai, người lớn và trẻ nhỏ múa quạt xoay tay điệu nghệ. Nhưng hôm nay Tớp Bí Ẩn mang tới cho các anh em một video clip chiếc xe Sirius múa quạt giữa quốc lộ. Không biết chiếc xe bị cái gì mà lại xoay kịch liệt như vậy. Tới nỗi những chiếc container hay xe du lịch chạy ngang đều phải giảm tốc độ và e dè sự quá đà của nó. Người xung quanh chỉ dám đứng nhìn rồi quay video lại chứ cũng không có ai chạy ra tắt máy xe vì sợ nguy hiểm tới tính mạng. Tuy nhiên, hình ảnh lên đồng của chiếc Sirius cũng đã trở thành yếu tố gây cười trên mạng xã hội. Không hiểu đây là xe hơi hay là xe hư nữa. Chiếc xe vừa đi ngược, bánh xe thì lệch đủ hướng và cả chiếc xe nhún nhảy như thể phụ nhún đang quậy Vinahow dưới xe. Người ngồi trong xe cũng thiệt là chịu chơi khi dám điều khiển chiếc xe chạy ngược với xã hội như vậy. Nhìn xe người ta thì đi tới bon bon mực mà, còn xe mình thì giật tung nóc không khác gì đi vào ổ gà. Bao nhiêu người đi ngang đều trầm trồ và bật cười khi thấy chiếc xe lạ lùng này hoạt động. Thay vì khoa học ngày càng tiến bộ thì chiếc xe này lại lùi hóa, gây ấn tượng vô cùng mạnh mẽ với người xem video về sự giật lắc mạnh mẽ của nó. Có trả tiền thì mình cũng không dám ngồi xe này, chỉ sợ vừa đi xong thì nôn ra hết mọc xanh mọc vàng mất. Lùi xe ra sao để không đụng vào những xe khác. Thế nhưng một nhà khoa học lỗi lạc nào đó đã sáng chế ra gánh xe thứ 5 cho chiếc xe 4 chỗ này. Khi cần tìm chỗ đổ xe thì chỉ việc bấm nút cho cái bánh thứ 5 hoạt động, nó sẽ tự xoay chiếc xe sao cho vừa khít với chỗ đổ xe mà không cần phải lùi tới lùi lui chiếc xe của mình. Xe 4 chỗ và 3 chỗ thường sẽ trang bị một bánh xe dự phòng trên mũi xe hoặc sau lưng thùng xe. Thế nhưng một chiếc xe ngồi ngồi này lại trang bị ở chính giữa hai bánh sau. Người khác không hiểu tác dụng, có khi còn tưởng chủ xe có vấn đề. Khi lại dép một bánh xe nữa xuống dưới gầm xe,
Tao đổ xe ngộ nghĩnh này quả là vừa sáng tạo vừa buồn cười mà. Moto rung lắc. Lại thêm một chiếc xe máy gặp phải vấn đề với bánh sau. Lần này không phải hư cam mà bánh sau của chiếc mô tô này hoàn toàn không có cái cam nào luôn. Cô nàng quay video này đã phải thét lên khi thấy anh chàng điều khiển xe bị lầm chậm sắp ôm đắp vì chiếc xe quái gở. Phải cảm phục anh chàng khi dám tiếp tục lái xe mà không hề dừng lại. Tay lái cứng cũng không phải vừa đâu nhé. Bánh sau của xe gãy cam đã là rất nguy hiểm rồi. Đằng này lại không còn một cái cam nào. Bánh xe như thể đang lắc vòng với cái phụ nhúng. Còn anh chàng lái xe thì bay lên bay xuống gần như muốn văng ra khỏi xe. Anh chàng này thực sự rất gan mới dám tiếp tục lái mà không quăng xe bỏ chạy. Chắc anh ấy muốn làm Captain American quăng xe mô tô trong The First Avenger quá. Giờ ta đều nghĩ rằng máy xúc, xe cẩu các kiểu chỉ có tác dụng xúc đất cát, làm việc trong các công trình xây dựng hoặc khai thác khoáng sản. Chứ đâu biết ngoài những công dụng đó, máy xúc còn làm được rất nhiều chuyện ngộ đời khác. Xe cao đất, máy xúc có thể trở thành tay chèo để chèo thuyền di chuyển trên sông. Làm sao ta có thể tưởng tượng được cảnh tay xúc của xe liên tục quạt nước để giúp thuyền di chuyển chứ? Ngoài chuyện đó, máy xúc còn dùng để tự sửa chính mình nữa. Bánh xe có hư thì tay xúc sẽ dùng để gắn bánh, xích lại và quần quay để xe di chuyển lại bình thường. Chưa kể máy xúc còn viết chữ rất là đẹp. Làm gì có chuyện một cái máy hầm hố lại có thể viết ra được những chữ cái bay bướm như vậy. Nhà thông minh đôi lúc cũng ngu. Nơi sống hiện đại ngày nay cho phép chúng ta sử dụng phương tiện công nghệ cao trên chính ngôi nhà của mình. Tuy nhiên cái gì cũng có mặt trái của nó. Công nghệ càng hiện đại thì tác hại sẽ càng hại điện. Nhà ở thông minh sẽ giúp cuộc sống chúng ta dễ dàng hơn. Chỉ cần điều khiển bằng giọng nói thì cửa sẽ tự mở, TV tự tắt, lò sưởi tự hoạt động các kiểu. Nhưng các bạn có nghĩ tới chuyện nhỡ mà mình bị cảm lạnh hay đi nhổ răng sơ hàm như anh chàng trong video thì có phải chết to hay không? Trời mưa trời gió về đến nhà chỉ mong được tắm rửa ấm áp vùi mình vào chăn êm nệm ấm. Thế nhưng chỉ vì sân hàm đổi giọng mà anh chàng thậm chí còn không thể mở được cửa. Còn thua cả cô nàng sống trong nhà cửa bình thường bên kia, tai hại thật sự. Open door. Wrong voice command. Open. Open door. Repeat that. Open door. I didn't understand that. Hey, open door. Hey. Người, xe bay trong truyền thuyết. Khoảng khắc khi mà người ta xây nhà trên cây rồi đi xe đạp lên, thiệt là xạo nhưng mà có thật hoàn toàn luôn. Máy móc không biết kịp lên đồng chưa, nhưng cả anh chàng thiết kế ra được nguyên một cỗ máy vận hành bằng sức người này thì chắc chắn là lên đồng rồi. Nhà thì ở tiết trên cao, lười bắt cầu thang dây hoặc không thể nào leo nổi, cho nên đành chế ra chiếc xe đạp bay chỉ cần nhấn pedal là một phát lên mây. Rồi khi xuống thì sao? Đơn giản quá mà, chỉ cần leo lên xe rồi cứ thế theo trọng lực mà mình đi xuống thôi, dễ lắm. Cực khổ xây cái nhà trên cây rồi phải cố gắng chế ra phương tiện để đi lên. Nếu không thì đứng dưới đất ngó hay sao? Thế nên mới nói đâu phải có con người mới lâu lâu mới mắc bệnh. Cả máy móc cũng có lúc sốt lên rồi lên đồng như đúng rồi. Đây cũng coi như là một khuyến cáo, các con người đừng có phụ thuộc vào máy móc quá, kẻo có ngày bị phản như chơi. Các em có bao giờ gặp trường hợp máy móc nào ở nhà lên đồng như vậy chưa? Cùng bình luận và chia sẻ để chúng ta cùng thảo luận nhé. Mọi người đừng quên like, share video, nhấn chuông cho các bí ẩn để được nhận thông báo mỗi khi có video mới nhất nhé. Xin cảm ơn và chào tạm biệt. Bye bye.